Kính chào quý vị, đây là cái tác phẩm mà mình làm. Mình sẽ để trồng những cái ngày Tết. Và cây lúa mà mình gieo lên làm những cái dĩa như thế này. Vì này mình cái kênh của mình là hai lúa nên mình cũng sẽ muốn làm như những cái tác phẩm về cái lúa này cho quý vị cùng xem. Và có một số vài cái công đoạn mình sẽ giới thiệu với quý vị nha. Công đoạn đầu tiên là mình sẽ đi chuẩn bị lúa giống. Ở đây mình sống vùng nông thôn nên lúc nào lúa nó cũng có trong nhà. Lúa này mình chỉ sử dụng để cho gà ăn thôi. Vì lúa cho gà thì nên chất lượng lúa nó không có tốt. Còn quý vị mà muốn mua về mình để làm những cái dĩa lúa như thế này thì nên mua những cái lúa mà chất lượng tốt hơn. Rồi sau khi mà chuẩn bị lúa xong thì tôi sẽ đổ nước vào. Tùy quý vị mà dĩa mình làm lớn thì mình làm lúa nhiều, còn dĩa nhỏ thì mình làm lúa. Rồi sau khi chuẩn bị giống xong thì mình sẽ đổ nước vào. Mục đích thì mình đổ nước chỉ để mình ngâm thôi. Nhưng mà ở đây cái lúa mình cho gà ăn nên lúa lép nó quá nhiều. Vì vậy mà ta sẽ vớt bỏ những cái lúa lép này ra. Vớt bỏ hết cái lúa lép ra để cho cái giống nó lên, nó sẽ lên đều hơn. Rồi sau khi mình vớt bỏ hết lúa lép ra thì mình sẽ đem ngâm cái lúa này trong vòng một ngày. Và ngâm nước như thế này luôn trong vòng một ngày. Ở đây tôi sẽ vớt sạch hết để cái dĩa lúa mình nó lên nó sẽ đều đẹp hơn. Quý vị nhớ là nên ngâm trong một ngày nha. Rồi ta sẽ bước tiếp theo nữa rồi. Rồi cái này là lúa sau một ngày, cái nước nó cũng đã đục dữ rồi. Thì tôi sẽ lấy một cái bao lưới như thế này và sẽ đổ ra cái bao lưới này. Vậy mà có bao lưới thì tốt, còn không có bao lưới á thì mình có thể lấy một cái vài miếng vải cũng được. Mình kết lại một cái bao để mình đổ lúa ra, còn không thì mình đổ ra những cái bao bình thường cũng được. Bao mà mình đựng lúa bình thường để sau đó mình sẽ đem cái bao này đi ủ. Đây là những cái giống mà hồi nãy giờ hôm qua nay mình ngâm á, thì mình xem lại những cái hạt lúa nó bắt đầu nó sẽ có dấu hiệu nứt, nó lên giống à. Sau mình ngày ngâm lại bắt đầu nó đã muốn lên mọng ngon à. Rồi sau khi mà mình đổ vào bô lưới thì cũng cái thùng này luôn, mình sẽ ủ trong cái thùng này. Nhưng mà mình sẽ lót vài viên sỏi với đá chứ, để cho cái bao lúc mà mình bỏ vào thì nó cũng được nhỏ nước. Rồi
nó là cái mình sẽ bỏ vào đây. Và bước tiếp theo đây đây đây. Sau khi bỏ vào đây thì mình sẽ lấy đồ mình đậy cái lúa giống này lại. Đó, như là tôi lấy cái bịch cũ này luôn. Tôi sẽ đậy kỹ lại. Và để tiếp trong một ngày nữa. Thì mình sẽ đậy vậy trong một ngày, sau đó thì mình sẽ lấy ra. Lấy ra để mình cho vào dĩa. Rồi, cái ngày thứ ba, ngày thứ tư thì mình cho vào dĩa và mình cứ tưới nước như thế này. Một ngày thì mình tưới nó ít nhất cũng phải một lần. Có điều kiện thì mình sáng mình tưới, chiều mình tưới. Mình làm tưới nhiều thì cái giống lúa nó sẽ thấm ướt nhiều. Ở đây thì tôi có cái bình để mình tưới lan này, tôi lấy tưới lúa luôn. Đây là những cái giống lúa mà đã được 4 ngày rồi, 5 ngày rồi. Rồi sau một tuần thì mình sẽ có những cái cây lúa như thế này. Và việc có những cây lúa này mình sẽ để trên cái những cái bàn của mình, tạo cái màu xanh cho cái bàn của mình cho nó thêm xanh, màu xanh hy vọng quý vị. Rồi cái cách làm của tôi hy vọng phù hợp với quý vị, nếu mà thấy phù hợp thì ủng hộ mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.